lời hai mọi người hay gì đi. Nhìn đi nè má, nhìn đi chị. Hello mọi người. Đâu có cần nói không? Không cần nói hả? Hello, chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Ti. Mọi người đã thấy thì bữa nay Ti có mời Quỳnh Thi trở lại kênh YouTube của mình. Thì khác với những phong cách makeup mà Ti đã làm cho Quỳnh Thi trước đó, thì bữa nay Ti muốn làm một cái phần makeup tương đối là đơn giản, chủ yếu là tập trung vào cái lớp nền. Làm sao để có được một cái lớp nền nó thật sự là căng bóng, thật sự là tự nhiên, nó như cái da thật của mình luôn. Thì cái bí quyết này Ti cũng học lỏm từ rất là nhiều video blogger bên Hàn. Thì sẵn đây Ti chia sẻ cho mọi người luôn. Đầu tiên thì sẽ sử dụng cái sản phẩm tạo độ căng bóng cho da, đó là cái nước tạo độ bóng của Export. Cái thương hiệu này thì không biết thì đọc đúng không ta, Export. Các bạn thông cảm tại vì đây là cái lần đầu tiên mà Ti sử dụng sản phẩm của hãng này. Thì cái hãng này thì thấy cũng khá là nổi tiếng ở Việt Nam và bạn bè Ti xài cũng rất là nhiều. Thì những bạn nào mà đã đi Hàn Quốc rồi hoặc là xem những cái video makeup bên Hàn Quốc á, bạn cũng thấy là da mặt của người Hàn rất là đẹp, kiểu như là nó căng bóng, lúc nào đánh nền lên nó cũng bóng hết á. Và đây chính là cái sản phẩm mà tạo cái độ căng bóng cho da mà người Hàn, đặc biệt là những bạn gái Hàn rất là thích. Em này kiểu như là một cái lớp nước mà dạng gel, mọi người thoa lên mặt một xí là tự nhiên nó khô lại, và khi mà nó khô lại nó không có mất cái độ bóng nha, nó vẫn căng bóng luôn, nó rất là thần kỳ luôn. Thì đây cũng chính là cái bí quyết mà giúp tạo cái lớp nền căng bóng của người Hàn. Thì đa số tất cả những video makeup Ti coi bên Hàn Quốc là bạn gái nào cũng sử dụng cái lớp lót bóng trước khi mà makeup, trước khi mà đánh nền hết. Tiếp theo sẽ là bước nền. Thì ở bước nền này Ti muốn là cái lớp nền của Ti nó thật là mỏng và nó thật là căng bóng, cho nên Ti sẽ pha với lại dầu pha nền của MAC tỷ lệ là một nền và một dầu. Thì cái bước này nó sẽ làm giảm cái độ che phủ của lớp nền, suy ra là lớp nền của mình nó rất là tự nhiên và nó sẽ rất là căng bóng. Và thêm một bước đánh nền Ti được học ở các bạn Hàn Quốc, đó chính là các bạn sử dụng một cây cọ đánh nền mà nó mỏng mà nó dẹp như thế này, và các bạn tán theo kiểu là các bạn kéo lớp nền cho nó dài. Cái này Ti không biết giải thích làm sao, các bạn cứ coi trong video các bạn sẽ hiểu ha. Và nói chung là các bạn cứ để nền lên da, sau đó bạn sẽ tán theo cái kiểu mà kéo xuống về cái phía cằm. Các bạn cứ áp dụng cách này cho nền mình nó trải đều trên gương mặt của mình. Kế tiếp sử dụng bông mút tán nền, tán cho cái lớp nền nó được tan vào da. Và các bạn lưu ý là nền của mình nó rất là mỏng, cho nên là các bạn đừng có tán cái cục mút nó mạnh quá nha. Làm như vậy là nền mình nó sẽ bị thấm hút vô cái bông mút hết. Thì ngược lại là các bạn tán thật là nhẹ trên da cho Ti thôi. Kế tiếp Ti sử dụng che điểm cơ đờ xem. Và để lớp che điểm có độ che phủ tự nhiên và mỏng nhẹ trên da, thì đầu tiên mình sẽ cho sản phẩm lên tay trước. Sau đó mình mới dùng một cây cọ tán concealer, mình sẽ tán lên cái vùng mắt. Thì cái cách này nó sẽ đem lại một cái lớp che điểm thật là mỏng nhẹ dưới mắt, nó sẽ không có bị dày quá và nặng nề quá. Và tương tự như lớp nền thì Ti sử dụng lại cái bông mút, Ti tán lại một lần nữa để cho lớp che điểm và lớp nền nó được tan lại với nhau. Và tiếp theo chỉ việc phủ một lớp phấn mỏng nhẹ và tự nhiên trên da. Cho bước chân mày hôm nay, thay vì sử dụng dạng gel, dạng sáp, dạng chì thì Ti sẽ sử dụng dạng phấn, để cho nó đem lại cái độ tự nhiên nhất cho phần makeup hôm nay. Tại vì hôm nay Ti không muốn làm chân mày của Thi nó quá sắc và nó quá đậm. Kiểu như Ti muốn là Ti đồ cho cái khuôn chân mày của Thi nó đậm lên thôi, chứ không cần nó sắc nét quá. Và đừng quên dùng một ít chiếc điểm tém lại để cho nó được gọn gàng hơn nhé. Cho phần màu mắt hôm nay thì Ti sử dụng bảng mắt của 3CE. Đây là cái bảng mắt Ti mới mua và Ti khá là hài lòng, Ti rất là hài lòng luôn. Tại vì cái chất phấn của nhà 3CE là các bạn biết rồi, nó rất là đẹp luôn. Mặc dù cái giá nó hơi chát một xí. Đầu tiên Ti sẽ sử dụng một màu nâu cam nhạt, Ti sẽ phủ toàn bộ mắt. Tiếp theo Ti sẽ sử dụng một màu nâu nó đậm hơn cái màu nâu cam thứ nhất 1-2 tông. Ti sẽ nhấn nhẹ cái phần đuôi mắt. Và các bạn nhớ là chỉ tán 1/3 đuôi mắt thôi nha, đừng có tán lan vô cái phần giữa mắt quá. Kế tiếp Ti sử dụng lại cái cọ tán màu thứ nhất, Ti sẽ tán cho cái màu thứ hai nhấn đuôi mắt với lại cái màu 1 nó tan lại với nhau. Kế tiếp Ti sẽ sử dụng một màu nhũ nó hơi ánh vàng, nó hơi ánh cam, nói chung nó rất là đẹp, thì Ti sẽ nhấn cái phần giữa mắt đến cái phần đầu mắt của Thi. Kế tiếp Ti sử dụng lại cái màu nâu đậm thứ hai, Ti sẽ nhấn lại cái phần đuôi mắt một tí để cho nó có cảm giác là nó hòa với lại cái màu nhũ. Cho phần kẻ mắt hôm nay thì Ti sử dụng gel kẻ mắt của Tony Moly. Và đầu tiên Ti sẽ tô cái đường sát chân mi mắt. Ti sẽ tô đậm thiệt đậm cái đường này để cho mắt mình nó được to hơn và tự nhiên hơn. Sau đó Ti sẽ tạo phần đuôi cho mắt. Tại vì nhìn tổng thể là mắt Ti hơi thiếu độ dài một xí, cho nên là Ti sẽ ăn gian cái phần đuôi mắt, Ti sẽ kẻ cho nó hơi dài ra một xí. Và bước này Ti sẽ không kẻ cái đường đuôi mắt nó quá xích, tại vì kẻ quá xích thì nó sẽ làm mặt của Ti rất là dữ. Và tiếp theo chỉ việc bấm mi và trước mascara. Thì ở cái phần này Ti thấy là có lẽ là Thi làm tốt hơn Ti, kiểu như là Ti không có thuận tay bằng Thi á, cho nên là Ti sẽ để cái phần này cho Thi làm.
Và bản thân Ti cũng vậy, Ti có cảm giác mà khi mà ai bấm mi Ti, Ti rất là sợ luôn. Sợ nó bị dính vô cái đường mí của Ti đó. Cho nên là lúc nào Ti cũng phải để cái việc bấm mi với mascara Ti tự làm hết. Tiếp theo Ti sẽ sử dụng một cặp mi cực kỳ mỏng và cực kỳ tự nhiên. Ti sẽ gắn ở cái phần đuôi mắt cho Quỳnh Thi. Tại vì nhìn tổng thể là cái mi của Thi, cái phần đuôi mắt á, nó hơi bị thiếu độ dài. Cho nên là Ti chỉ tập trung Ti gắn ở cái phần đuôi thôi. Do là bạn dán mi bắt đầu ở cái phần giữa mắt, cái phần đuôi mắt á, cho nên là cái phần từ phần đầu đến phần giữa thì nó sẽ cảm giác là nó hơi bị trống và nó hơi bị thiếu. Chính vì vậy là Ti sẽ sử dụng lại gel kẻ mắt màu đen. Ti sẽ kẻ một cái đường nối từ đầu cho đến đuôi. Thì cái cách này nó sẽ làm cho kiểu như là cái đường mi với lại mi giả của mình nó sẽ tự nhiên hơn và nó nhìn nó không có bị lộ các bạn gắn mi giả. Và quay trở lại phần mắt dưới thì đầu tiên Ti sử dụng cái màu nâu cam, Ti sẽ đánh toàn bộ mắt dưới. Và cũng tương tự như phần mắt trên thôi, các bạn sử dụng màu mắt trên màu nào thì ở phần mắt dưới bạn sử dụng y chang như vậy. Tiếp theo Ti sử dụng cái màu nâu đậm hồi nãy Ti nhấn đuôi mắt trên thì Ti làm tương tự như cái phần mắt dưới. Ti sẽ nhấn 1/3 cái phần đuôi mắt dưới. Và ở bước này các bạn nhớ nối cái phần đuôi mắt trên với mắt dưới lại với nhau nha, để nó tạo được cái độ tự nhiên nhất. Tiếp theo Ti lại nhờ Quỳnh Thi chuốt giùm Ti cái phần mascara mi dưới. Thì ở những cái phong cách makeup mà đòi hỏi cái lớp nền căng bóng á, thì thay vì sử dụng những cái loại tạo khối bronzer mà nó lì, thì Ti khuyên các bạn nên sử dụng những cái loại tạo khối bronzer mà nó có hơi ánh nhũ nhẹ, như cái Butter Bronzer này các bạn. Do là em nó hơi có nhũ nhẹ cho nên khi bạn tán lên cái phần tạo khối á, thì nó sẽ không mất đi cái phần căng bóng tự nhiên của cái da của mình. Ngược lại nó sẽ làm da của mình nó thêm cái độ căng bóng nữa. Và tương tự cho phần má hồng thì Ti sử dụng một cái màu má hồng nó có hơi ánh nhũ nhẹ, thì nó sẽ làm cái lớp nền của mình nó rất là căng bóng. Thì cứ nếu mà các bạn muốn cái da mặt mình nó căng bóng thì các bạn tập trung những cái sản phẩm phấn mà nó có nhũ bên trong là được. Ti sẽ lấy thật là ít phấn, Ti tan nhẹ lên vùng má chứ Ti không có lấy nhiều nha. Thì khi mà các bạn lấy ít á, các bạn có thể dặm thêm được. Còn nếu mà các bạn lấy nhiều quá thì nó sẽ rất là lố và rất là khó sửa. À quên mất, hồi nãy cái bước tạo khối với lại bronzer Ti quên tạo khối phần sống mũi, cho nên là Ti sẽ quay trở lại Ti tạo sống mũi nha. Ti cũng sử dụng lại cái Butter Bronzer luôn. Chỉ là hướng khác một chút dạ. Kawaii. Kawaii, iku iku. Maya, gì ta? Yamante. Cho phần highlight hôm nay thì Ti sử dụng sản phẩm của Kylie. Thì đây là một màu highlight màu trắng mà nó hơi có nhũ hồng nhẹ. Thì Ti nghĩ là rất là thích hợp với lại da của Thi, tại vì da của Thi rất là trắng. Da trắng thì các bạn nên sử dụng những cái nhũ highlight mà nó trắng, nó có hơi nhũ hồng. Còn nếu mà sử dụng những cái highlight mà màu vàng mà Ti hay sử dụng nó sẽ rất là sai trên da của Thi. Cho màu son hôm nay thì Ti sử dụng cái màu cam gạch của cái dòng son bậm của Ti. Thì đây là cái thỏi son mà Quỳnh Thi yêu thích nhất và sử dụng liên tục luôn mọi người. Đi đâu cũng mang theo giỏ hết. Tiếp theo Ti sử dụng bông mút, Ti sẽ tán nhẹ một lớp nền lên cái phần viền môi của Thi để cho nó cảm giác là nó không có bị dày á mọi người. Và để khác biệt hơn so với những cái phong cách makeup trước thì Ti sử dụng son bóng cho Quỳnh Thi. Thì cái dòng son bóng Ti đang sử dụng là cái dòng son bóng Ti rất là yêu thích, phải nói là yêu thích nhất trong tất cả những cái dòng son bóng mà Ti sử dụng rồi luôn á. Thì đây là cái dòng son bóng trong của hãng 3CE. Và em này là son bóng nhưng mà không có nhũ nha, cho nên các bạn sử dụng làm phần makeup mắt cũng được luôn. Tiếp theo Ti sẽ chuốt lại mascara một lần nữa để cho mi giả và mi thật nó được dính lại với nhau hơn. Và cuối cùng chỉ việc xé lại toàn bộ lớp makeup bằng setting spray của MAC. Và xong, mọi người cùng Ti nhìn lại thành quả nha. Các bạn có thấy là cái lớp nền nó siêu tự nhiên, siêu căng bóng đúng không? Và đây cũng là cái cách đánh nền mà Ti hay đánh cho những khách mà da đẹp, thích cái độ căng bóng mà giống Hàn Quốc hả mọi người. Và Ti nghĩ rằng cái phần makeup này cũng rất là thích hợp với những bạn nào mà da đẹp, da ít khuyết điểm. Tại vì các bạn biết là những cái video makeup của Ti là đa số là Ti đánh nền rất là dày không mà. Cho nên những bạn ngoài kia, bạn nào mà da đẹp muốn đánh cái nền mà căng bóng tự nhiên thì các bạn hãy tham khảo video hôm nay nha. Và mong rằng mọi người sẽ yêu thích video ngày hôm nay và nhớ đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Ti nha. Bye. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Bye. No romancing, got my baby and she right, she make you vanish. No time to play, got book dates, had a plan, only had to wait. Always knew I'd make a way, send a bill, they send a pay. Keep it real, keep the record straight, keep it real, no time to fake. Authentic in my own lane, I am me till I'm in the grave. Trans said I